cái chanh sao để ra trái mà phá chi anh Khải? Nó có trái đâu, bao nhiêu đâu ông nội. Ông thấy nó ra lá không không? Ờ, anh như anh trồng chanh, anh lấy lá ăn gà anh Khải. Không, cái chanh này á mình để mình giảm, có gà mình giảm muối có chanh vô á. Ừ. Hấp gà đó. Cực kỳ, ông đi mua con gà đi. Tôi làm cho. Không, em mua gà đây, em không có tiền. Tôi có lá chanh rồi nè. Lá chanh. Ê, mà tôi nói nghe nè. Cái gì? Mà sao nhà tôi trồng nó lại ít trái dữ không? Nó trái ít lắm. Nhà người ta trồng lại nhiều trái hả? Đúng rồi. Cái bên luôn. Trái xum xê luôn. Anh biết tại sao không? Thôi mệt quá ông ơi, nên có cái là người ta xiên chăm phân, bỏ phân vô. Không, em giờ em nói à, em chanh á, anh chanh này là thuộc dạng mình làm cho ra quanh năm luôn vẫn được, chứ không phải là theo mùa vụ nó đầu ra làm ra quanh năm luôn. Ông biết không, ông nói là anh làm giống như ngạc nhiên lắm hả ta? Sao chứ đúng nữa. Chứ chanh... tôi trồng cái chanh này cả gần mười mấy năm mà ông nói gì ta? Cái này chanh á, nếu mà chanh anh muốn làm cho chanh nó ra quanh năm rất là đơn giản, anh biết làm sao không? Làm gì? Đúng rồi, mấy cành đó anh chặt cho nó gọn đi, anh đừng để nó xè xè xuống. Mày à, đây nè. Nè, nó có trái nè mà ít lắm. Để lôi không à? Em biết rồi. Bây giờ nha, hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh cách làm cho chanh ra trái quanh năm mà trái nhiều luôn. Ông bị sợ quần quá mày, ông nổ vừa thôi. Thế trời ơi trời. Bây giờ dòng đó anh lấy cho em cái cuốc đi. Cuốc gì? Em bứng lên đi. Không, anh lấy cuốc đi, em làm cho canh cái chanh của anh có trái luôn. Thì không. Trái nó quanh năm luôn, em thiệt. Thề đi. Mẹ của ông bà ngày xưa. Rất là hay, cho chanh cho anh có trái quanh năm. Bây giờ ông bà nói có một câu rất hay nè, muốn cái chanh nó ra trái quanh năm á, chịu khó lấy cuốc cào quanh cái rễ có gốc chanh á là nó ra trái quanh năm luôn. Mỗi lần hết trái như vậy nè, anh muốn có trái lại á, anh chịu khó anh lấy cuốc anh cào rễ nó ra, chặt rễ, ý gọi là chặt rễ chanh á, ý là mà chặt thì chặt nhưng mà anh cào cho vừa cào cho xước rễ, nó sẽ ra trái quanh năm. Khi anh cào xong á, anh lấy nước anh tưới. Cho dù mùa nắng hay mùa khô hay mùa gì cũng vậy á, mấy sao cây chanh mà nó đang không có trái á. Ê, cái mùa nắng với mùa khô nó có khác nhau chỗ nào? Thì mùa nắng với mùa khô là một. Chứ sao ông nói cứ cho dù mùa nắng mùa khô? Thì em thích nói vậy đó. À dạ, cái muốn cây chanh ra trái không? Sao ông muốn trời, tôi đang đi cào rễ đi, cào rễ cho bà con coi, cào rễ cho bà con mà mọi người không biết nữa. Đúng không? Ông hành xác cô đi nha. Cào mà muốn chanh ra trái thì chặt rễ. Đó, mọi người cứ cào ra. Cào ra bứt rễ xước rễ sao bứt chết không à? Không có chết nổi đâu, bứt rễ xước rễ luôn đó đó, mọi người cứ cào ra đó. Ủa chứ sao đó. sao cái cây bông của tôi cào ra để tôi dọn cỏ nó đứt đụng cái rễ nó chết mất tiêu rồi. Cái giống chanh này nó khác, trời ơi là trời, ông ơi không tin anh cứ làm đi, ra trái qua năm chanh luôn. Mỗi lần chanh hết trái anh cứ làm như vậy, anh cứ đó. Ê, vậy tiêu mà muốn ra trái mình cũng cào vậy đúng không? Tiêu ra theo mùa ông ơi. Đó, mọi người cào đó, cào rễ. Đụng rễ đó hả? Đụng rễ xước rễ luôn cũng không sao đó. Ba cái rễ con đây rồi không sao đó. À, cho nó bứt nó mấy cái rễ con đúng không? Đúng. Đó, mọi người cứ cào xước vậy này đó. Cứ cào hết đó, cào xước luôn. Đó. Ôi, chốc mày hả? Chạy nó đi không sao, không chết nổi đâu. Nó giống chanh nó không chết nổi đâu. Đó, chịu khó mạnh mẽ lên. Mọi người chỉ cần cào quanh rễ cho nó xước, nó bứt rễ luôn nè. Gọi là mình chặt rễ đó. Rồi, anh tưới nước vô. Tưới nước. Ừ, anh cứ tưới nước vô cho nó một lá non lá đồ bình thường lại là nó ra trái. À, nó xì bông ra hả? Đúng. Ê, để mình tôi có cái cây mít nữa. Cây mít á, nó cũng không có trái. Hình như anh trồng rau mà anh cuốc mấy cuốc anh thở. Không, tại vì hình như nó đang lên ký sao nó mệt ghê lắm. Thì cũng được. Vậy nè, vậy nha. Cây mít thì sao? Cây mít từ từ liếp xong chứ cho. Mà mọi người muốn cây chanh ra trái quanh năm chỉ cần cào quanh rễ của nó, cào quanh rễ rồi mọi người tưới nước thường xuyên cho nó là sẽ ra trái quanh năm luôn. Vậy để tôi tưới nước hả? Sau cái đợt này đó, anh lại làm tiếp nha. Chứ không phải là anh làm một lần ra trái quanh năm đâu. Anh cứ làm lặp lại và như vậy đó. Hết một đợt cái bắt đầu làm lại vậy. Đúng, hết một đợt mình làm lại như vậy đó. Là chanh sẽ ra trái quanh năm. Ok, đây là cách mà ông bà dẫn nó là hay. Muốn chanh ra trái quanh năm thì là lấy cuốc chặt rễ đó. Đó, cào rễ đó. Ok, đây là cách rất hay nha. Ê, vậy tháng sau chanh nó có trái ông vô ông hái ăn hay chưa? Hai bằng đi bán. Trời đất ơi. Sao là nó chín chưa? Chanh này thì ai mà ăn nổi chanh này, mang đi bán mang được rồi. Đó, đây là cách của tôi nha. Đại gia đình còn cách nào để cho chanh ra trái á thì hãy bình luận ở dưới nha. Chúc đại gia đình luôn luôn có chanh ăn quanh năm nha. Đó, đúng rồi anh Khải, mạnh tay lên đó. Bước luôn mạnh tay lên. Ban luôn. Đó, đứt luôn, không sao đâu. Rồi ok. À mọi người còn cách nào nữa bình luận ở dưới nha.